Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vinasport TV và Garena Live. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ hai của buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay của giải đấu Super League mùa 2 năm 2017. Với Hinorashi và đối thủ của anh sẽ là Luli Subin trong trận đấu này. Hinorashi với Fine S Hinorashi chính là anh chàng mà đã có được 4 trận toàn thắng cho đến thời điểm này. Tức là có cơ hội rất lớn để có thể hoàn toàn là toàn thắng trong cả 3 lượt trận. Phá đảo thế giới ảo. Đúng là như thế. Với Hinorashi sơ đồ sẽ là 5 hậu vệ, 5-3-2. Với 5-3-2 đang có mặt trên màn hình chúng ta thì chắc chắn với những tiền đạo cắm phía trên là Aubameyang cùng với lại Van Nistelrooy sẽ là những điểm tựa rất vững chắc dành cho lối chơi như thế này. Và đặc biệt vẫn là Van Nistelrooy, nhưng tôi phải nói là quân bài Aubameyang cũng của anh chàng Hinorashi, một cầu thủ thường xuyên là chạy chếch sang hai bên đường biên và tung vào những đường tạt cánh chuẩn xác dành cho Van Nistelrooy. Chính xác là như vậy. Với Aubameyang của mùa CP thì hoàn toàn có được đặc điểm đó là cái tốc độ được tăng lên khá nhiều nữa và những pha tạt cánh nó sẽ có độ chuẩn xác cao hơn. Và đôi khi Van Nistelrooy không có thì chúng ta sẽ có được cái sự phục vụ đến từ Aubameyang. Trong khi đó, với sơ đồ đến từ Luli Subin sẽ là 4-2-3-1 biến tấu mà thôi. Cũng có mặt của Van Nistelrooy cộng 3 ở phía trên, Yaya Toure ở dưới, Beo Ronaldo hai cánh. Hàng thủ thì có được Vieira đã lùi sâu, Subotic đã cùng với Smalling đã lệch vẹo vẹo sang bên kia. Sự xuất hiện. À đổi. Còn nói Botmer nữa đây này. Botmer lâu xuất hiện đúng. Còn lâu. Thế mới độc đáo. Và rõ ràng ở phía trên thì anh ta chỉ cắm duy nhất một mình Van Nistelrooy, đá dưới Van Nistelrooy là Yature, không phải là một sơ đồ có hai tiền đạo phối hợp giống như Hinorashi, mà Luli Subin lại chọn cho mình một sơ đồ phòng ngự lùi sâu hơn và kiểm soát tuyến giữa tốt hơn. Với 5 hậu vệ, 4 tiền vệ và chỉ duy nhất một tiền đạo. Đúng là như vậy. Với sơ đồ này hai bên đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ hai trong ngày hôm nay. Trận đầu tiên thì Ngọc Tuyền đã phải chịu thất thủ trước Fayet Merida. Bây giờ là Fayet Hinorashi cũng là một thành viên đến từ team Fayet. Thì liệu anh ta có tỏa sáng hay không? Nếu không thì sẽ là một mùa giải mà gọi là team Fayet rất là bùng nổ, tỏa sáng. Với cái chuỗi trận đang hiện tại là bất bại dành cho Hinorashi. Toàn thắng luôn chứ không phải chả bất bại luôn. Thì tôi nghĩ là Luli Subin khó lòng. Khó lòng mà có được. Huấn luyện viên trẻ nhất dài, 16 tuổi. Dù sao thì anh ấy vẫn còn phải rất rất nhiều những khoảng thời gian khác để mà tích lũy kinh nghiệm. Với một giải đấu lớn và có nhiều những anh chàng gọi là ma cũ, hàng khủng thì thôi. Đúng rồi, và Luli Subin, tôi nhắc anh phải chịu khó lên xem stream của tôi vào, xem tôi đã 1-1 đấy, tặng hoa, tặng quà, tặng bánh đúng, nhiều vào. Đá chắc chắn là hay lên, thế luôn. Tặng vài con xe phát đá tự nhiên hay hẳn ngay. Tặng con Phượng Hoàng chắc chắn vô địch giải này. Được, hợp lý, ngay hợp lý hơn. Và trận đấu bắt đầu ở bên đây trái, với phần giao bóng sẽ thuộc về Hinorashi. Nhanh chóng, gọn gàng, bàn bật. Mất ấy, này đấy. Chọc khe luôn, cơ hội dành cho Botmer thì chậm quá nhưng cướp được. Dứt điểm chéo góc. Vào! Oh, bật goal! Tôi bảo rồi, bài này chắc chắn là xem sở chim của tôi luôn. Và đó là Luli Subin. Và dứt điểm rất quyết đoán bằng chân phải của Botmer, không phải chân thuận. Trước đó là một sai lầm đến từ Blanc. Một nét mặt rất tự tin của Luli Subin. Có vẻ như đã chuẩn bị khá kỹ càng cho đến ngày hôm nay đấy. 2001 đó thì phải gọi anh một chú ấy nhỉ? Không, chưa, nay tầm 2002-2003 gì đấy. 01 với 02 khác gì nhau? Khác chứ. 16-15 tuổi nó khác đấy, 16 tuổi bắt đầu nó đỡ có thể chịu trách nhiệm pháp luật gì đấy. À. Đấy, kiểu thế. 16 là dậy thì thành công rồi. Chính xác, 15 đấy cũng là còn là ngoe lắm. Ngoe, đúng, hợp lý. Inorash. Không ổn. Inorashi đang vấp phải một lối đá quyết đoán và chặt chẽ kỷ luật đến từ một Luli Subin. Đúng là những người trẻ tuổi luôn luôn tạo ra những sự bất ngờ. Tiếp tục là chọc khe. Lại ngọt rồi mà cơ hội đó là sao không thể đóng luôn kia? Sao không chân phải nhỉ? Ui, quả đấy cứa lòng sang chân phải ăn rồi. Tự nhiên bẻ sang chân trái, lúc đó là ở dưới bên kia, bên chân trái đang có rất nhiều cầu thủ ở đấy rồi. Tôi hơi đáng tiếc dành cho Luli Subin, đấy là bài tấn công rất đẹp nhưng đây là câu trả lời dành cho Fayet Hinorashi. Dứt điểm, không vào. Vẫn còn. Đó là pha cứu thua của hậu vệ. Phạt góc rồi. Tình huống chọc chân hơi xấu của Gareth Bale. Rô à? Rô đấy. Đấy. Và phạt góc với Bale là người tạt. Không đổi rồi. Auba có chỉ số tạt chuẩn. Van. Đập bóng rồi. Tình huống đập bóng an toàn của Thibaut Courtois. Auba tạt cái rất khó chịu vì có chỉ số ăn sút xoáy. Đúng, sút xoáy. Nên là tạt cũng rất xoáy. Từ gì cũng xoáy. Thay đổi tiếp. Lại lao. Và rồi nó tạt những quả này phải giữ quy. Sau đó nút lên nữa nó cắm xuống dưới. Lúc đấy thủ môn đấm rất nhiều nên tình huống trượt. Còn tạt kiểu bay là này thủ môn ra đấm bóng dễ lắm. Bắt dính.
phản công. Ngay lập tức bị ngăn chặn bởi Fai Hinorashi. Pha dừng nhấp là một thương hiệu. Có vẻ là hơi giật hình thì phải. Không sao, nhìn bên này. Tiếp tục ném biên và pha tấn công với Alaba. Không sao, nhìn bên này. Đơn giản thôi. Và đây sẽ là pha phản công dành cho Nisseroy với Luli Subin. Chuyền như thế nào? Mất ngay. À chưa mất à? Bêu. Ây da. Lula Blanc rất khỏe. Ây da. Này thì khỏe. Dồi ôi. Ra biên. Chuyền bóng. Đỡ lại thì đẹp nhưng mà chuyền thì hơi tối. Và Nisseroy đi bóng rất đơn giản thôi. Gọn gàng. Khó để ngã. Quả tiếp, nhấp tiếp phát nữa, đổi lại. Nhấp. Đây rồi. Úi da. Tuyến 2. Đấu đi. Hay đấy. Và bất ngờ đã đến ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất, khi hiện nay Luli Subin là người đang dẫn trước Fighting Dorsey 2-0. Càng thật. Vẫn là cái chân phải đến từ những cầu thủ thuận chân trái. Đấy, cái quả xoạc truyền này là hơi khó chịu này. Đúng. Bất ngờ. Thực sự tôi không nghĩ là anh ta truyền về cho vị trí của Mandini. Tưởng tạt cơ, tôi tưởng tạt, nhưng ai ngờ đâu đó một tình huống xoạc truyền ngược lại. Trong khi đó thì Hinorashi đang nói chung là có khuôn mặt phải nói rằng là rất suy tư. Một cái chuỗi trận đang rất tuyệt vời, đó là toàn thắng 4 trận, bây giờ gặp ngay phải một đối thủ, một người trẻ tuổi mà. Nhưng vào đấu trước anh ấy đá không xuất sắc lắm. Bây giờ bỗng nhiên lột xác. Chắc là những trận đầu là hơi bị bỡ ngỡ với giải đấu. Bây giờ thì đã quen với tốc độ và nhịp độ trận đấu, giống như Merida vừa làm được trong bóng tuyển. Đúng. Thì bây giờ Luli Subin cũng là một tân binh, anh ta cũng đang có được những trận đấu thi đấu rất thành công. Đặc biệt là trong trận đấu này, khi đối đầu với Feyenoord Noisy, anh ta không hề sợ cái kinh nghiệm và bản lĩnh của Feyenoord Noisy mà vẫn thi đấu 5 ăn 5 thua. Đúng. Vẫn đá đôi công. Và nhìn thì như là Luli là anh ta đang đá bằng bàn phím và tay mở rộng. Đúng. Feyenoord thì lại đá bằng tay cầm. Chính xác. Pha tấn công chưa thành nhưng mà hiệp đấu đầu tiên cũng sẽ kết thúc ở đây. 2-0, một tỷ số tôi nghĩ là bất ngờ. Nếu như là bất ngờ lắm như với tôi dự đoán trước trận đấu này thì thường có thể 1-0 cho Luis Subin còn được rồi. Đây là 2-0 cơ. Và trong khi đó thì với Hinorashi không thể dứt điểm ghi bàn được trong những tình huống có cơ hội. Và kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 2-0. Ấm rồi. Rất ấm dành cho Luis Subin. 2K1 Hồ Gia Huy của chúng ta. Một vận động viên trẻ và còn rất nhiều cơ hội để anh ta có thể tỏa sáng. Không phải chỉ dừng lại ở mỗi Super League mùa giải năm nay. Và nếu vẫn giữ nguyên phong độ này thì tôi nghĩ khoảng độ sang năm thôi, cứng tay để đá tốt lắm. Chắc chắn. Nhưng mà quan trọng để luyện ấy là phải luyện là tâm lý nhiều. Đúng. Nói chung phải xem cho stream nhiều và tặng quà nhiều. Và Luis Subin tấn công. Này thì hơi quá. Nói chung là phần thưởng của giải đấu cứ vào mà gọi chuyển thành quà để tặng là tốt. Nhiều đấy. Nhiều đấy. Bảo vây và cướp được. Hay đấy. Hinorashi trong ngày nay đang gặp cái gì đó, một vấn đề nhỏ nhỏ với cách xử lý bóng. Chính xác hơn thì Luli đang đá tốt. Ừ, đây là một trận rất tốt. Ôi. Đây là một pha trọng theo bài. Ừ, đúng. Anh ta nghĩ là tiền đạo sẽ chạy chỗ. Chính xác. Đôi khi thì Van Nistelrooy sẽ có những sự lười. Và đó là những lúc lười mà anh ấy không chạy. Nhưng mà cái tuyến giữa của Luli này thường để chống này, tiền đạo này. Aubameyang đứng một mình vẫn rất đẹp. Nhưng mà Hinorashi không chịu truyền. Lại chọc khe bổng rồi. Thì một lên ngay đơn giản. Có nhiều khoảng trống nhưng mà Hinorashi lại không muốn quét vào đó. Mà đá theo một cách đó là cứ đâm thẳng vào những vị trí mà Luis Subin đã có người rồi. Van Nistelrooy chạy rất nhanh. Đã không đá bồi nữa. Đó là tốc độ của Van Nistelrooy. Thật sự cả trận khi đá một vị trí tiền đạo cắm, chúng ta chỉ trông mong vào một hoặc hai pha tỏa sáng là có thể kết liễu được trận đấu thôi, không cần phải quá nhiều. Thời gian trôi khá nhanh. Phút thứ 67 rồi. Nếu không có gì thay đổi thì quả thực là đây sẽ là một trận đấu mà Hinorashi vấp ngã. Cách rất bất ngờ. Yaya. Đang là Yaya Touré. Không biết chuyền như thế nào bây giờ. Không bí quá thôi, đã tạt vào được. Tạt được mà đây này, cơ hội. Tạt rồi, chắc chắn là tạt rồi. Nhìn thấy đầu chưa? Và phạt góc dành cho Hinorashi. Bóng chạm đầu của David Alaba. Quả tạt vừa rồi là hơi xấu. Đấy, rất đông. Giữ quy ở nút lên. Bóng cắm xuống và đánh đầu. Không được. Phản công. Ở trên thì kính như có duy nhất Yaya Touré mà thôi. À kia rồi, Van kia rồi. Cũng mất bóng luôn. Đang rất tích cực, đó là đội hình dâng cao đến từ Hinorashi. Chưa đổi xuống và cơ hội. Không vào. Quả bay người của Thibaut Courtois. Với sơ đồ 4-2-3-1 trong tình huống phản công, chúng ta buộc lòng phải đẩy cao
hai hành lang cánh lên thì mới có người để tấn công, chứ nếu không thì một cầu thủ có bóng phía trên cắm duy nhất một cầu thủ rất khó có thể triển khai một lối đá phản công. Đúng rồi, Aubameyang là chuẩn. Họ cần nhất là tôi để cho những ông nào lùn nhất tạt. Aubameyang đôi khi vào trong đánh đầu còn được. Thế giờ ai tạt à? Mandini chăng? Còn ông nào lùn nữa không? Ví dụ Alaba. Mét 80. Alaba đá cánh kia. Cái chân trái là tạt này. Đây tạt hơi phí này. Bêu cũng được. Đấy, nhưng mà nhắc đến Bêu, Bêu cũng là lùn hơn tí. Đỡ phí đánh đầu đây này. Không vào. Thấy chưa? Phá bóng ngay trước vạch gôn. Vẫn còn, đóng luôn. Ơi, thôi thôi xong. Vieira quá chần chừ và không đủ thể lực, công đó là cái sự khéo léo. Rồi đội hình lên rất nhanh, bắt hoàn toàn những cơ hội tấn công ở tuyến giữa này thuộc về Loli Subin, anh ta không có một chút cơ hội nào và chạy chỗ đến từ Yaya Touré. Nhưng chuyền về kìa, khó hiểu thật. Qua người. Có lẽ trận đấu sẽ kết thúc. Tôi nghĩ rằng là 2-0. Ôi, tôi biết ngay mà. Giả súc xịt rồi. Cười. Cười chua chát quá. Chắc biết tại sao. Mấy buổi trưa nay không biết có ngủ không mà trông mắt hơi lờ đờ. Thôi anh chàng này thức muộn lắm. Thức à đúng rồi, quên. Hôm nay ông toàn cầy 4 giờ sáng. Sao anh biết? Đã từng có những lúc mà gọi là chat, chat với tên này. À, 4 giờ sáng, thế anh thức được 4 giờ sáng? Không, tôi không thức. Chat thôi, chat tôi đã thấy mà hắn bảo là có lúc thức kiểu 4 giờ sáng. À, hay khó ngủ, kiểu cầy, cái linh tinh. Quen thì chắc quen múi giờ. Và đó là chiến thắng 2-0 dành cho Luli Subin 2K1 của chúng ta. Một tài năng trẻ, một thần đồng. Đã giành chiến thắng trước phái Hinorashi trong trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên vẫn còn một trận đấu nữa. Nếu không có được 3 điểm trong ngày hôm nay thì đó là một trận đấu ra quân không tốt của phái Hinorashi, bởi vì anh ta sẽ để Hoàng Thiện tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Chính xác là như thế. Không thể bám đuổi được với chỉ 12 điểm. Đúng là như thế rồi. Đã có được một cái tiền đề rất tốt đó là trận những trận chuỗi trận toàn thắng. Bây giờ là gặp một phải một cái vấp ngã thì phải biết đứng dậy ngay. Hinorashi nên rút ra được kinh nghiệm. Tôi nghĩ với việc sắp xếp lịch thi đấu như này nó hoàn toàn là có lợi thế dành cho phái Hinorashi khi 3 vòng đấu đầu tiên anh ta gặp 3 vận động viên mới lên hạng. Đúng. Luli Subin, Fred Merida và kể cả là Nwaje. Quá chính đẹp, chính xác. Sắp xếp như thế này quá hợp lý. Nếu mà không giành được những điểm số tối đa thì quả thực đấy là một điều rất đáng tiếc. Chỉ cần khởi đầu thuận lợi với trọn vẹn là 15 điểm. Đúng, đúng. Đúng không nhỉ? Không, hình như hơn. 18 điểm. 18. 18 điểm sau 3 x 2 là 6 vòng. Thì đấy, là đẹp nhất. 18 điểm khởi đầu thì hoàn toàn gặp những đối thủ còn lại thì phái Hinorashi có nhiều cơ hội để cầm hòa hay suy nghĩ đến những trận thua trong dự toán của mình có thể thua được. Ví dụ như trận tới sắp tới đây gặp Central chẳng hạn đúng không? Nhưng bây giờ hãy đến với đội hình ra quân của Subin đã. Sơ đồ vẫn 4-2-3-1 biến tấu bên cây trái trà chúng ta. Có sự xuất hiện của một Torres mùa E8 đá lệch bên hành lang cánh. Van Nistelrooy vẫn phía trên, chắc chắn Yaya Touré đá CAM luôn. Ở dưới vẫn còn có Pogba mùa 16. Van Basten đây rồi, nhắc đến Van Basten thì ông này có, nhưng mà tội tốc độ thì chậm quá. Thể lực không có. Nếu để so sánh với một Van Nistelrooy nó sự khác biệt rất nhiều. Nhưng Van Nistelrooy có rất nhiều những điểm số nó vượt trội. Về dứt điểm ngang cơ, lực sút ông kia hơn tí. Đánh đầu thì đánh đầu thua kém rất nhiều so với lại một điểm số đến từ anh chàng Van Nistelrooy. Khả năng chọn vị trí cũng thế. Nặng cân hơn đấy, Van Nistelrooy vì lý do vì sao đắt tiền như thế. Về mỗi cái công rồi, anh ấy bảo xem công thủ của Van Basten. Đúng. Mặc dù Loli Subin anh ta để ở đây nhưng tôi thấy đã ít dùng. Đấy, công 1, thủ 2. Có mỗi cái sút xoáy chả để làm gì. Rất khó ra. Không đánh đầu mạnh, đúng không đánh đầu mạnh. Chỉ số đánh đầu lại thấp hơn cả anh chàng cái Van Basten, Van Nist. Trong đó bên này vẫn sơ đồ 5 hậu vệ 5-3-2. Vlang, Matic và Subotic vẫn thế. Rồi thì ở dưới này, ai dạ, Ibra với Alba. Ở bên này thì Van Nist là ôi nát rồi. Nát rồi. Torres bên này hết sạch. Không còn ai để có thể cắm được nữa, ngon lành được. Ibra cắm được. RLP thì chỉ cánh, nếu RSC còn được. RLP đã cắm cũng được. Hầu như tặng là được. Cầm Ronaldo chúng ta vứt ở đâu đã kể cả đá tiền về trung tâm. Chính xác, chính xác. Chẳng qua là đá nó có được ngon lắm hay không thôi. Chứ đâu có thể tròn vai. Ngon nhất thì ví dụ như LP với CP thì ấy ok, không thay áo là căng lại rồi, ok. Đấy, hai màu này ok. Hoặc bên kia đổi màu đỏ cũng được. Đấy, chính xác, màu đỏ là đẹp hơn. Nó sẽ là dễ nhìn dành cho tất cả chúng ta và sân động Wembley rất chuẩn xác. Và chăng Luli Subin là một fan của AC Milan vì tôi thấy có Van Basten này, có Mandini này, hình như có Neta kìa. Không có được bạn. Nếu mà lấy full team AC Milan thì nếu mà lựa chọn ở mùa giải năm nay thì tôi nghĩ là được đấy, kết hợp với cả các cầu thủ mùa 16 mới. Chắc chắn mới được. Về được luôn. Và kể cả các cầu thủ CB cũ thì sẽ có một đội hình AC Milan rất mạnh. Đúng. Thủ môn có Donnarumma rất ngon. Rồi.
Hậu vệ Maldini, Nesta này nọ. Không có, ngày xưa không có Dida đi tiếc nha. Dida thủ môn của Milan thì ấm. Rồi thêm cả mấy ông như kiểu Gattuso cũng được, Gattuso CP đá cũng ổn. Rồi chúng ta sẽ đến với trận đấu. Phần giao bóng đã thuộc về Luis Subin. Giờ này không chơi áo đỏ nữa để xem có đỏ hơn không. Thế chứ, ui đứa đấy có tí đỏ rồi dành cho Hinorashi đấy. Hai ông lại tranh nhau, bóng đến vị trí của O3, không làm gì được. Hình như Hinorashi đá kiểu thế nào nhỉ? Tình huống rất đơn giản thôi nhưng mà anh ấy đang có những pha biểu diễn skill nó thừa thãi. Yaya hơi vội, bật chạy, bật lên phía trên chạy luôn. Đấy, đứa này ngon, ngon luôn như gì nữa. Thế rồi lại sút thế rồi, không qua được thì bật cửa tòa. Sao bẻ thêm một tí nữa ra để ra góc trái hẳn nhỉ, sút bóng góc gần. Anh chàng này rất thích cửa lòng. Chọc được ngon rồi, thôi xong luôn. Van Gol xuất sắc. Đấy, vẫn như thế mà vẫn là khả năng dứt điểm của Ruben Nistelrooy. Rồi cái khen mừng của Luis Subin, giơ ngón tay ra. Một nhá một nhá, tí ghi hai thì hai nhá. Đừng có hỏi, đừng hỏi. Đẹp thật, nhìn Van Nist đá sướng thế. Công nhận là chất. Và chúng ta đã có được kết quả với tỷ số là 1-0. Lại một lần nữa Hinorashi đang gặp quá nhiều vấn đề. Mặt tích thôi hỏng rồi, không tốt rồi. Chọc xuống tiếp nào. Và tấn công không biết mệt mỏi đến từ Luis Subin và Yaya Touré. Hoàn toàn có thể truyền ra. Phản công dành cho Hinorashi, phía trên có Ibra. Phía dưới này đông quá, phía dưới này đủ phải đến bao nhiêu, 5 với 3, 8 người dưới không thể nào tấn công được nhanh. Hinorashi đang thua về lối đá chiến thuật, cách điều khiển cầu thủ. Đừng truyền, không được. Còn trong trận này thì tôi nghĩ Hinorashi sẽ có được bàn thắng, không biết là ghi bàn vào lúc nào thôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ là ngày hôm nay Hinorashi ít nhất phải có được một bàn thắng. Nếu mà không đưa trận đấu để hòa được thì ít nhất cũng phải để thua, nhưng mà với cách biệt một quả thôi. Dạ. Chưa được. Ném biên. Torres đá vị trí tiền vệ cánh phải. Hết người chạy biên. Hay quá. Ui, không giật xuống được. Một bài đánh tấn công thẳng vào khung trung lộ. Khá bất ngờ. Và sau khi đi du đấu từ Trung Quốc về, tôi thấy có duy nhất là anh chàng Thiện Tiên đây. Mặc dù không đi nhưng có lối đá là bấm A vào giữa. À đúng. Còn lại các anh chàng đi du đấu không ai học được cái bài bấm A cả. Quả kiểu chuyền A vào tuyến giữa trung lộ đấy rất là hay, tạo ra những tình huống bất ngờ và khó bắt bài. Sẽ là đá phạt dành cho Hinorashi. Hất ra. Và không dám sút, bên kia ộp ngay. Anh ộp à? Anh ộp. Có đánh đầu chuyền. Ộp và cắn làm xài. Thì có đánh đầu chuyền của Aubameyang, hơi đáng tiếc, có đánh đầu thẳng được. Chắc kiểu không tự tin. Trong ngày hôm nay đang là một ngày thi đấu chưa được tự tin lắm dành cho Hinorashi. Và đóng luôn đấy. Chưa gãy. Những giây phút vừa rồi là bóng trong tầm kiểm soát của Hinorashi rất nhiều. Luli thì trông chăm mong vào những pha phản công. Bật từ 1-2. Và phản công rất sắc luôn. Yaya chạy cánh, bị đánh luôn bởi vô sinh. Chúng ta có thể gọi Luli Subin là một thần đồng phản công. Hinorashi vừa chuyển ra biên. Chả hiểu sao. Thế bảo không, đây là một trận đấu mà đang có rất nhiều vấn đề dành cho Hinorashi. Vừa về tâm lý, vừa về khả năng xử lý. Và đó là không được. Chưa được. Lại biên tiếp. Không hết luôn. Trọng tài không muốn kéo quá dài. Quyền kiểm soát bóng nhỉnh về bên phía của phái một chút thôi. Cái anh ta làm được vẫn chưa có bàn thắng nào, và chưa có một lần dứt điểm trúng gôn nào. Đó là cái vấn đề khi mà nó chính phải có rồi, cái quả cớ lòng của ông Văn. À đúng, có đấy trúng vì thủ môn mà. Là máy tính này hơi tệ. Ôi kìa, chạy kìa. Quá vàn, nhanh. Vàn kìa, đóng luôn được kìa. Ê, đóng trước đó được. Chân của Van cứ tự tin vào. Quá nhanh. Sợ thật. Hình như chạy 88, sao tốc 88. Và cả đời ở Van bên ngoài chưa bao giờ chạy được như thế. Kiểu chạy bứt tốc đấy làm tôi nhớ về cái thời kì đỉnh cao của Fernando Torres. Thời kì đúng, đúng, đúng. Đúng. Chạy cắt mặt chạy 88, cánh mà. 88, 88 đấy là bằng chỉ số của Rondo luôn. Rondo hiện tại cũng chạy 88 đấy thôi. Rondo LP bên này nọ. Rondo LP thì 88, 88 đó. Điều. Thế thì một rô nó siêu tốc. Đây cơ hội.
đấy. Anh nhắc là đúng Ibra. Tôi dự đoán là phải có bàn thắng dành cho Inorasi trong trận đấu này, không biết lúc nào anh ta ghi bàn. Thì đây. Đây là câu trả lời của Fai Inorasi sau khi một tình huống bỏ lỡ của Luli Subin. Đó là Ibra. Chéo góc luôn. Này, thử này. Pha dừng nhấc đúng là vẫn Aoba vẫn là cái tên mà có lẽ là Inorasi sử dụng quen chân nhất. Thấy kiểu dừng đi bóng rồi thì kiểm soát bóng qua chân của Aoba khá nhiều đấy. Bây giờ đã là hòa rồi. Luis Subin bây giờ xem bản lĩnh anh thế nào. Những trận đấu trước những cái tình huống trước thì anh ấy là người gọi là dẫn bàn, sau đó anh kiểm soát được tốt. Bây giờ đang bị đối phương có cơ hội có thể chiến thắng. Chuyển sai liên tiếp. Đúng. Có vẻ như những vận động viên trẻ thì khi họ có bàn thắng thì họ sẽ thi đấu nó tự tin hơn. Nhưng nếu bị đối phương giật đuổi mà có nguy cơ này nọ phát là họ bắt đầu đuối dần, không chịu nổi sức ép. Trong khi đó thì với Inorasi lại rất quen với những tình huống như thế này. Anh thích là người đi sau. Và bây giờ khi có bàn thắng giải tỏa được tâm lý và áp lực thì tôi nghĩ phải Inorasi ta sẽ phải thi đấu thoáng hơn. Ừ. Chuyển sang nhiều cái lối đá hơn, cũng tặng cái đánh đầu chẳng hạn này đấy. Không, chỉ là đi bóng đơn giản quá. Tốc độ. Đấy. Đánh đầu quả hơi vơi. May vẫn còn. Ái chà. Áo ba. Thấy chưa? Đúng, sử dụng áo ba tốt không? Anh này sử dụng áo ba rất tốt. Từ tấn công cho phòng ngự. Mà chạy như thế nãy giờ vẫn thể lực vẫn còn rất nhiều. Im bờ rào. Tạt luôn. Tạt cái vào. Tạt luôn. Và đánh đầu trượt. Đi lao phía trước hậu vệ và đánh đầu trượt. Hơi đen. Đúng, đúng. Nào, Luli Subin. Thần đầu phản công. Van đang chạy rồi. Cánh phải có người luôn. Torres cũng đang lên. 1-2. Ơ, trong được luôn nhỉ. Torres không chuyển. Ơ kìa nào. Công đối quá, đối công cảnh quá. Đối phương đứng im ở trên đấy rồi cứ lao thẳng trên đấy thôi. Mở xuống. Ibra. Mất quyền kiểm soát rồi. Tiến giữa thuộc về phái Hidorasi. Vẫn còn. Còn đấy, thời gian cuối, phút cuối. Không ngờ được, còn đi qua được và sút được. Và tiếp tục là thần đồng phản công. Ronaldo. Những cái xu hướng để phun phòng thủ để bê tông đến kia thì phản gì. Chậm quá. Chuyển thế thì chết. Chậm quá mà. 8-9 và vẫn còn cơ hội dành cho phái Hiroshi. Hai bên gặp rất nhiều những tình huống sai lầm. Chuyền hỏng nhiều quá, một người thì chỉ chuyền cho đối phương. Một người không những không chuyền đối phương, một chuyền thẳng ra biên luôn. Cho đối phương quả tấn công đẹp hơn. Là dạng kiểu không cho bên mình, trả cho bên họ. Và một đều. Nhưng đó là một trận đấu rất thành công dành cho Luis Suárez. Một thắng, một hòa, 4 điểm. Được, đấy là một điều rất đáng chấp nhận. Ngày hôm nay có phải chăng là một ngày thi đấu dành cho các tân binh? Tân binh Merida có 4 điểm cửa. Và dưới. Bây giờ cửa là dưới. Luis Suárez có 4 điểm. Và trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc đọ sức giữa Bá Thanh Tòng và NYJ. Liệu 4 điểm có thuộc về NYJ hay không? Thì chúng ta hãy cùng tạm nghỉ trong ít phút, chưa quay trở lại những diễn biến tiếp theo của giải đấu Super League.